Như Hoài Thương xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị em và các bạn. Thì hiện tại là Hoài Thương đã đến một nơi có thể nói rất là nổi tiếng ở Tắc Xạy này đây, nơi an nghỉ cha Francisco Trương Bửu Diệp. Kính thưa quý vị, thì cha Francisco đó, người ta thường gọi đó là cha Diệp. Thì hôm nay đó là như mọi người cũng thấy, có rất là nhiều người cũng như là ở trong đạo của người ta đến đây cúng viếng, và những người khác đạo thì đến đây cũng có thể cúng viếng và cũng như tham quan này kia luôn quý vị. Thì hôm nay Hòa Thượng đến đây để mà gọi là có dịp để mà quay một cái video này chia sẻ đến quý vị chúng ta cùng xem. Và đây là phần mộ của cha gọi là Francisco, là Trương Bửu Diệp, sống hiến dâng đối với vị. Có thể thấy rằng đó là một người vì đạo vì dân đối với vị. Thì nói đến đây thì Hòa Thượng cũng xin kể sơ lược về cái gọi là tình tiết xương xương cho quý vị chúng ta cùng nghe về cha Francisco Trương Bửu Diệp này ha. Ngài Francisco Trương Bửu Diệp, thường được gọi là cha Diệp, là một linh mục Công giáo tại Việt Nam đó quý vị. Ông được biết đến nhiều bởi đã chịu chết thay cho giáo dân cùng bị bắt với mình. Thì như mọi người cũng thấy, ở nơi đây thì cũng khá là rộng. Nói về cái thông tin về cũng như sự tìm hiểu này kia đó quý vị, thì thông tin về vụ mà bắt và giết linh mục Trương Bửu Diệp đó ha, là không thống nhất nha quý vị. Đó là không thống nhất. Là có nguồn đó thì cho rằng là vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, đó, linh mục Trương Bửu Diệp là bị lính Nhật bắt cùng với là trên 70 giáo dân tại họ Tắc Xạy, bị lùa đi và nhốt chung với bổn đạo tại lẫm lúa của ông giáo sự ở cây Gừa. Cũng theo những lời kể ủng hộ quan điểm này thì họ chắt rơm chung quanh tính đốt tất cả, nhưng linh mục gọi là cha Diệp đó quý vị đứng ra tranh đấu cho dân, đồng thời là an ủi và những người cùng bị giam đó, thì ông đã cố gắng để cứu giáo dân của mình và đã bị giết. Thì theo bản tóm tắt cũng như là sự tìm hiểu đó ha, thì tiểu sử của cha Trương Bửu Diệp này đó quý vị, là hiện gọi là dựng tại nhà an nghỉ của ông, thì ông bị bắt và thủ tiêu vì sự tranh chấp giữa các phe phái, nhưng không nêu rõ là các phe phái nào nha quý vị. Thì hiện tại là có hai luồng ý kiến cho rằng hoặc quân Việt Nam Minh, hoặc quân Việt Minh và hoặc quân là Nhật đã làm điều đó quý vị. Ở đây thì cái cảnh gọi là toàn cảnh họ đạo Tắc Xạy nó thu nhỏ lại đó quý vị. Ở đây cha Francisco Chúa Diệp phân phát lương thực cho người nghèo. Đạo nào thì cũng có một cái mục đích tốt hết trơn đó quý vị. Vì vậy các tín đồ ở trong đạo đó hãy cố gắng mà làm theo những vị giáo chủ hay là những người mà người ta đã gọi là có công với nền đạo lớn á, nhờ người ta dạy cho mình những cái phương hướng đi đúng thì chúng ta cứ hành theo đó thôi. Bởi vì đạo nào cũng có mục đích tốt hết trơn nha quý vị. Đó, chết vì đàn chiên đó quý vị. Ngài có một cái tâm hết sức là rộng lớn và gọi là bao la heo quý vị. Này, thì linh mục Francisco Trương Bửu Diệp này đó quý vị, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại họ là Đạo Cồn Phước, là thuộc làng Tấn Đức, Tổng An Bình, tỉnh Long Xuyên. Thì đến năm 1904 thì lúc lên 7 tuổi thì mẹ mất đó quý vị. Đó thì cậu bé Diệp này là theo cha đến là Campuchia, nó sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây thì người cha tục quyền
gọi là với bà là Maria là Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1890 hay gì đó quý vị. Nhưng không có rành mấy ha. Thì nếu mà quý vị chúng ta nếu mà xem thì nếu mà có gì thì bổ chính thêm cũng như là góp ý thêm ha. Đây thì lúc mà có lính này kia nè quý vị. Đó. À, họ đạo học đạo của quý vị thì được thụ phong linh mục nha. Thì năm 1909 thì linh mục là Pharaoh, như nhớ là Pharaoh Lê Huỳnh Tiền, đó là đưa Trương Vũ Diệp vào học đạo tại tiểu chủng viện Cù Lao Viên. Đó thì sau đó thì thầy Diệp tiếp tục học đạo tại đại chủng viện Nam Vang Campuchia. Vì thầy ấy thì các họ đạo trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều trực thuộc giáo phận Nam Giang hết trơn nha quý vị. Đây thì những cái bút tích khi xưa. Nói tiếp thì năm 1924 hình như là sau cái thời gian mà học đạo quý vị thì thầy Diệp này nè quý vị là được thụ phong linh mục tại Nam Giang, là gọi là cái gì để nhớ là thời giám mục như là cai quản như quý vị. Thì năm 1924 năm 1925 đó là linh mục có là Trương Bổ Diệp là được bề trên bổ nhiệm làm linh mục, gọi là linh mục phó của họ đạo Hốt Trương, là một họ đạo của người Việt sinh sống tại Campuchia đó quý vị. À, nhà thờ này rất là rộng lớn nha. Thì nói tiếp là năm 1927, năm 1929 thì linh mục Diệp trở về nước và làm giáo sự tại chủng viện Cù Lao Viên. Tháng 3 năm 1930 là ông về nhận nhiệm ở gọi là sở tại họ đạo Tắc Xây này nè quý vị. Đó. Thì trong những năm mà làm nhiệm vụ tại đây thì ông đã liên hệ giúp đỡ để thành lập thêm nhiều họ đạo lân cận như là Bà Đốc, Cambo, An Hải, Đầu Xấu. Nói chung là cũng nhiều lắm quý vị, cũng một số chỗ nữa. Thì đến năm 1945 đến năm 1946 quý vị thì chiến tranh loạn lạc là khiến nhiều giáo dân là phải di tản. Linh mục về trên là Trần Minh Ký ở Bạc Liêu và cả người Pháp á, thì cũng kêu gọi linh mục là Trương Bổ Diệp đánh nạt đi. Khi nào á, là tình hình yên ổn thì trở về họ đạo, nhưng ông là vẫn một mực từ chối và trả lời rằng á, là như câu á, là tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên, tôi không đi đâu hết. Đó là cha Pasco Trương Bổ Diệp có gì mà ngài nói vậy đó ha. Thì đây là cái khuôn viên mà khá là rộng mà bây giờ người ta đang xây dựng giống như là người ta đang tu sửa này kia lại rất là nhiều nữa đó quý vị, quá lớn luôn. Người ta thường nói là đi chơi dịp cái quý vị, thì đây nè quý vị, linh mục Trương Vũ Diệp đây quý vị, mà người ta thường gọi là cha Diệp đó, rất là nhiều xe du lịch. Nhưng cũng như hầu như là thấy xe từ các tỉnh cũng trở về đây cũng khá là nhiều, có Sài Gòn này kia nữa rồi miền Tây này kia cũng có gì đây. Đôi khi người ta đi chùa Hương Liên Nam Hải hay là như thế nào đó quý vị, thì người ta cũng ghé ở đây như coi trong một cái chuyến đi á, thì cái quang cảnh ở đây là phía ngoài nè. Rồi như vậy thì Hoài Thương cũng như là biết về những cái phần nào hay là như thế nào đó thì chia sẻ cho quý vị chúng ta được nghe được rõ hơn. Thì nếu quý ông bà cô bác và cũng như anh chị em chúng ta nếu mà có thấy thiếu sót hay là như thế nào có thể bổ chính thêm thì cũng như bình luận góp ý thêm ha, hoặc giả là gọi điện ha, để có trao đổi cái gì đó thì có thể trao đổi thêm quý vị. Thì đôi phần chia sẻ như là mình cũng không có gọi là dành cho mấy, chỉ biết được một phần nào đó thôi, thì vậy xin chia sẻ đến mọi người chúng ta cùng xem. Rồi, xe này hết hồn. Rồi, rất cảm ơn ông bà cô bác và cũng như em chúng ta đã xem video.
Nếu được hay ý nghĩa và hữu ích thì hãy để lại cho quà thư một like và cũng như đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhớ bật chuông thông báo nha quý vị, để được thông báo khi quà thư trả lên những video tiếp theo. Bây giờ thì mình đi ra xe và đi những cái địa điểm du lịch và cũng như đi chùa những cái nơi khác đó quý vị. Thì trong cái chuyến này rất là nhiều điểm đi đó, thì sẵn cái chuyến đi chùa sẽ ghé ngang cho dịp này cho quý vị chúng ta cũng như là tham quan và cúng giếng. Mình sẵn quay lại video này và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Xin chào ạ.